Chào các bạn, mình là Subi đây. Thế là mình sẽ làm tiếp video nữa về Free Fire các bạn. Thì trước ở video thế đâu, mình cho mình xin một like kênh nhá. Và được kết bờ chúc cả các ký để nhận thông báo ra video các bạn thì ok. Thì sau video hôm qua là mình có hóa thân thánh Đức Mom, thì hôm nay các bạn yêu cầu mình là anh đột nhập app của anh RGF NTN đi. Và ok luôn nhá. Hôm nay mình đã đột nhập thành công app của anh NTN này các bạn ơi. GC NTN ID là 13488 1552 nha. Thì đây quân đoàn gia đình gầm cầu đây, chính xác là của anh NTN nha các bạn ơi. Đó, tại vì là mình cũng có quen anh NTN ấy, thế nên là mượn rất là dễ luôn. Và từ từ nhá, tí nữa mình sẽ vào video đấu lăng chiến cân ngay các bạn xem sau nha. Thì đầu tiên mình sẽ review của anh NTN trước cho bạn xem nha. Thì đây là bộ đồ của anh NTN hay dùng này các bạn ơi. Bạn nào hay cho anh NTN thì đương nhiên sẽ biết đấy. Và ở đây các bạn là fan của anh NTN không thì đừng quên comment cho mình biết nhá. Đó, ok, thì mình sẽ review qua cái áo của anh NTN xem để anh NTN có nhiều áo xịn không nha các bạn ơi. Ui, có cả một cái áo từ đời đầu này các bạn ơi. Wow, khá là xịn sò đấy. Ui, nói chung là áo thì đương nhiên rất là nhiều rồi. Hành động thì ui, hành động thì full hành động đây là bảnh các bạn ơi. Ok, phương tiện nào. Ui, phương tiện thì cũng nhiều. À, thì phương tiện quan trọng gì đâu nhở. Ở đây từ từ mình sẽ xem súng nâng cấp level 7 nha. Wow, đúng là phương bạch khẩu này các bạn ơi. Ui, rất là xịn xò luôn. Và hiện tại là trong app của anh NTN đang có 17 kim cương nè. Nhưng mà thôi, kim cương của anh NTN mà, thế nên là không nên động vào nha các bạn ơi. Đó, bây giờ là xem phần skin súng nhá. Mưa bóng một thảm họa này. Ui, anh NTN không có khẩu unbomman hay là không phải unbomman mà khẩu gì nhở, khẩu thiết giáp hay thiết quyền gì đấy không còn nhớ, hay là khẩu rừng xanh nhở, ai mà biết được đây. Ui, nói chung là cũng rất là nhiều skin xịn xò luôn, xịn nhất là mấy khẩu level 7 các bạn đó. Ui, nhưng mà mấy khẩu này anh NTN không có skin nè, chắc là anh NTN không dùng thì mấy khẩu đó, thế nên anh NTN không có săn skin ấy. Ok, nói chung là skin súng thì cũng rất là nhiều rồi, mình nghĩ là ạc của anh NTN cũng phải nạp trên 100 triệu đấy các bạn ơi. Đó, ui cái chảo khủng long này đẹp phết đấy nhở. Ui, năm đấm cũng nhiều luôn, nhiều hơn đặc thứ hai của anh Đức luôn. Lựu đạn, ở chỗ lựu đạn quan trọng gì. Ok, thì không dài dòng nữa, bây giờ mình sẽ chuẩn bị vào độc lang chiến để cân hai cho bạn xem nha. Nếu mà ok thì mình sẽ kiểu bắn cả trận chỉ one shot nha các bạn ơi. Mình sẽ cố gắng để làm nó nhá. Còn bây giờ thì vào trận tôi là các bạn ơi, let's go. Ok, thì vào trận các bạn ơi, và mình sẽ bắt đầu hóa thân thành anh NTN nha. Và mình sẽ cố gắng thực hiện cái thử thách đó chính là one shot cả trận nhá. Mình chỉ sợ là team địch chọn súng tiểu liên thì rất là khó one shot luôn. Thế nên mình sẽ cố gắng sẽ được ra là hay ra đời nha các bạn ơi. Đó, từ từ, và mình sẽ không chấp 4 ra đâu nha các bạn. Và mình sẽ cứ bắn đi đã. Chuyện đến đâu thì đến nha các bạn ơi. Kiểu như là lỡ đâu thì lỡ mình thắng nhanh quá ấy, thì có thể mình sẽ chấp sau nha các bạn. Chứ bây giờ mình không chấp luôn đâu. Đấy, ui ôi, bắn gọi là ra là vào đầu các bạn ơi. Bắn như ra là mình thích thì các bạn. Chứ bây giờ mình chấp 4 round ấy, tự nhiên oan sát được một người xong thì lại phải nhường cho tên địch nó kiểu bị hụt hẫng ấy. Trời đất ơi. Ừ, đang oan sát đẹp mắt tự nhiên nhường cho nó phát để mình chết nó kiểu bị không ai kiểu gì ấy. Thế nên là cứ bắn đi đã. Có gì thì nữa. À, nếu mà mình thắng nhanh quá thì mình sẽ chấp nha. Đó. Mày đừng có mồm điêu đi. Ui ôi, long tưởng bắn dễ lắm ấy các bạn ơi, dễ vào đầu cực kỳ luôn ấy. Mỗi tôi là thay đạn hơi chậm. Ui ôi, ơ kiểu vừa khen xong. Ui ôi. Vừa bảo là bắn dễ xong mà bắn từ kiểu lỗi kiểu gì ấy nhờ. Cứ mỗi lần ui ui phú nổ lại các bạn ơi. Kiểu mình tính bảo là cứ mỗi lần mình khen mình bắn sớt nó kiểu đẳng cấp ấy, sau thì lại lỗi kiểu gì á, nhưng mà lại được viên vào đầu rất là đẹp mắt luôn. Phú bắt đầu luôn các bạn. Lừa rồi thề. Trời ơi. Nào còn bạn nữa thôi này các bạn. Nào đây. Ui ôi, shotgun mà không bắn ăn sớt rất là dễ vào đầu luôn. Kiểu phú bắt đầu nhìn đẹp thật sự luôn đấy các bạn. Nào ra đây chạy đâu bạn ơi. Chạy đâu, yên tâm đi, mình sẽ không để bạn thua nhanh đâu. Nếu mà tí nữa bất lực quá thì mình có thể nhường cho các bạn thắng mới ra cơ mà. Trời ơi, đó, thì ạc của anh NTN full súng level 7 mà. Thế nên là khuê thoải mái đi các bạn ơi. Ok, bây giờ để xem team địch chọn súng đi nha các bạn ơi. Mong là chọn súng one shot để cho mình còn bán chứ. Khôn thế quê mình đây. Ui ôi, à ok, được. Lục bạc với 1.87 à, được luôn chứ còn gì nữa. Hợp lý đấy. Ok, chọn một súng này thì ok này. Bây giờ lên để one shot nha các bạn. À, nhưng mà sao anh NTN không lấy khẩu hỏa nộ nhờ, mà lấy khẩu nôi nộ nhờ. Có biết là nôi nộ là mạnh được bằng hỏa nộ không? Mình nghĩ không mạnh là bằng hỏa nộ đâu. Đúng rồi. Mình nghĩ hỏa nộ vẫn là mạnh nhất rồi ấy.
Ok, video đầu tiên được lục bạc bạn kia vừa like rồi ấy. Ok, rồi bây giờ còn bạn còn lại đâu rồi? Ra đây xem nào, để bạn nữ bạn chết đầu tiên thì kia ra bảo vệ bạn nữ đi chứ. Mà thôi chết rồi thì bảo vệ đang kiểu gì nhỏ Ngáo đá. Đó, thôi kệ đi, đừng ra hành động một tí nhé các bạn ơi. Úi dồi ôi, nhìn hành động xịn xò luôn ấy. Úi dồi ôi, thế làm hành động đây ở bài thế này, chỗ này phải trị giá đống tiền đấy các bạn ơi. Trời ơi, đừng khoe hành động đôi đó sang nha. Tại vì cũng chẳng thắng vội đâu các bạn. Cứ đứng kiểu như nhiều nó một tí cũng được, nhanh nhanh nó một tí cũng được. Nó mà gặp mình thì mình sẽ chạy một tí gì đó. Đi cái ấy. Ok. Này này, ok. Ok, hơi lỗi, lỗi. Này này, ok. Trời ơi, lỗi thế nhở. Từ từ hồi máu rồi đã. Trời ơi, hơi sợ nha. Không sao, thua không được thôi mà. Nhưng mà mình không muốn thua đâu. Mình muốn thắng trước xong mình chấp sau nha. Có gì thì lỡ mình sẽ chấp tiêu đề sau nhá. Chứ mình không muốn chấp luôn bây giờ đâu. Bây giờ có bắn kiểu lấy những pha hay nhất có thể đi các bạn. Rồi, từ từ từ. Ui, 5 máu này. Trời ơi, từ từ cho mình hồi máu rồi đã. Ok, trời ơi, hồi máu đã thì bắn tiếp. Ôi, mình đã yếu máu nó rồi ấy. Hơi bất lợi một tí. Nào, có giỏi ra đây đi, đừng lúp sau cái thùng nữa chứ. Có nhiều khi mình cũng lúp mà, đâu phải là mỗi lò lúp đâu. Cho nghỉ mẹ một đi. Ok. Này, này, ơ kìa, lỗi đây nhở. Này, này, ơ. Trời ơi, bắn tới máu vàng. Ui ôi, lại máu vàng. Bắt đầu. Ui và trời ơi, chết rồi. Lại này. Ủa, nhìn lâu lắm rồi đi chứ. Này này, ơ vai chết rồi, vào người rồi, không sao, nói chung là miễn loạn sao là được mà. Và người cũng là tính một viên rồi còn gì nữa. Ui ôi, thề. Quả đó là cứ lượn lách ý, rất là khó quan sát luôn. Thì bây giờ mình sẽ cầm mỗi lục bạc thôi nha các bạn ơi. Chứ tầm này cầm rất gan là bá quá ấy. Team địch lại sợ mình mất. Bạn bị kinh rồi. Ok, không biết là team địch có biết anh NTN không nhở? Không biết là có nhận ra đây anh NTN không? Anh NTN rất là nổi tiếng luôn mà. Thế nên là nhiều khi team địch có biết đấy. Đó, nhiều khi nhá, nếu mà mình dùng mỗi ạc khác ấy, mà mình có vào đây một vết 2 ấy, thì team địch không biết ai thì nó sẽ thoát đấy các bạn ơi. Tại vì là hai người bắn một người bị chán ấy. Nhưng mà có khi team địch biết anh NTN, thế nên là níu kéo ở lại để solo anh NTN đó. Kéo khéo lại tưởng anh NTN đang quay clip một vết hay sao đó. Với cả hiện tại trong team của mình đã có một nick của mình các bạn ơi, ESBTV, là nãy mình lấy điện thoại mình mở nha, xong thì mình kiểu thoát luôn ấy đó, để cho đủ slot xong thì thoát thôi chứ để lại làm gì, mất thời gian, kiểu như là chết mình xong lại lấy ạc nữa để chết thì nó bị mất thời gian đấy các bạn. Ok. Mình sẽ gạ bạn đó một tí nha, gạ tí gấp đi. Ơ, chụm đầu đi bạn. Khéo chụm đầu một tí nữa, chị Diễm đuổi anh NTN ra gầm cầu mất. Thì cô đàn anh NTN là gầm cầu thì đấy mà, thế nên là kiểu ui ôi vai, nó có lựu đạn, nó có lựu chết mình luôn này. Kiểu cái từ gầm cầu là gắn liền với anh NTN rồi ấy. Đó, thì ở đây các bạn là fan anh NTN không nè, đừng quên comment cho mình biết nha. Và các bạn của mình làm video đột nhập ạc của ai hay là hóa thân thành ai ở trong các video theo thì các bạn đừng quên comment cho mình biết nhá. Ví dụ như là YouTuber nào đó chẳng hạn nè, ví dụ như là anh Kelly này, anh Hùng Akira chẳng hạn nè. Đó. Ok, các bạn comment đi và mình sẽ cố gắng để hóa thân và đột nhập ạc của các YouTuber đó nha các bạn. Đó, mình đang nhanh một tí ấy. Ui ôi, tại vì là không có súng one shot thế nên là mình không bật nguồn mà mình súng vừa lãi lắm. Ui ôi. Mình sẽ chết luôn nha, chứ bây giờ lên kia đầm hơi chán ấy. À, mình sẽ kiểu thua luôn round này nhá. Tại vì là không thua đâu, để xem nó chọn súng gì nha các bạn ơi, chứ thua cái gì. Mày nến đây. À, vậy mưa mưa à, thế chịu rồi, là sao one shot được bây giờ nhờ. Hãy thôi kệ đi, cứ bắn sót đi. À không, nhầm. Điên à? Cứ bắn đi, chứ bắn sót cái gì. Nói chung là nãy mình có bảo rồi, cứ bắn sót được ra là chứ bắn sót thôi, chứ tầm này nó cứ chọn mấy khẩu súng này rất là khó bắn sót luôn. Chả lẽ bắn sót M40 kiểu gì, how to. Chịu rồi. Khó lắm, đó. Thôi cứ lên bắn đi, cố gắng bắn phun hố đỏ nha các bạn. Ôi ôi, từ bình tĩnh. Trời ơi, đã M40 đã tiểu liên rồi mà cứ leo lên. Ôi ôi, ác thế, chết rồi. Mình bị team địch thắng trước rồi các bạn ơi. Trời ơi. Mày chết. Không chấp trước 4 round nhưng mà sẽ bị lật kèo rồi các bạn. Càng ghê luôn á. Mình có thắng hay không đây? Cổ lên. Trời ơi. Thề. Kiểu nếu mà đây là số ăn sốt thì may ra còn thắng rồi đấy. Bản số tiểu liên nó kiểu hơi bất lợi cho mình một tí. Ui ôi, phun đỏ này các bạn. Trời ơi. Bản số tiểu liên á, kiểu mình đang bắn đứa này á, thằng đứa bên kia bắn mình phát thì tội mình ra lắm. Dễ chết mình lắm ấy. Đó. Rồi đâu rồi. Ha kia. Này này, úi ôi, nãy được một pha phun hóa đỏ khá đẹp mắt luôn. Mình cố gắng ăn pha này phun hóa đỏ tiếp nha các bạn. Này này, úi ôi, vừa phun hóa đỏ xong thì lại vào người nè. Trời ơi, cứ nói xong câu nào lại lỗi câu đó thôi à. Lỗi lần đó thôi à. Ok, bây giờ đến lượt bọn mình chọn súng đi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chọn súng ăn sót nha, không chọn súng tiểu liên đâu. À mà quên, đâu phải là bọn mình, đâu phải là mình chọn súng đâu, mà cả hai bên đều được chọn súng mà. Cứ quen mồm nói vậy ấy.
Ok, ok, thôi chọn thêm khẩu 1014D để bắn nó sát tầm gần thôi, nhiều khi các bạn sẽ tầm mưa tầm xa nha. Đó, ok, chứ là mình có bảo rồi, mình sẽ cố ăn sót thật nhiều kill càng tốt nha các bạn, chứ mình không muốn bắn trùng liên đâu. Đó, đối với chỉ phép ăn sót là mình gọi là kỹ năng các bạn. Rồi, rồi, này, này, ức chơi. Ui, này, này, hơi khó đấy. Trời ơi, giờ mình mà chết hơi phí các bạn ơi, không được tiền chết. Ui ôi, này thì, ui ôi, vậy bạn kia tên là C4 tạ kìa. Tên chất đây. Tưởng là C4 sẽ bắn hay mà lại đã là C4 tạ hơi vô lý nha. YouTuber C4 bắn hay mà lại đã là C4 tạ nhờ, vô lý ghê luôn á. Trời ơi, chắc là bạn fan của C4 rồi. Ui ôi, ok, vậy là mình đã hoàn thành xong thử thách hóa thân anh NTN và bắn one shot. Nói chung là cũng được khá là nhiều kill đấy các bạn, để xem bao nhiêu kill nha. Nãy giờ mình đều cân hay mà, cho nên là chắc là nhiều kill lắm đấy các bạn ơi, 12 kill luôn đấy các bạn. Wow, khá là xịn xò luôn. Ok, chắc là mình sẽ dừng video nha. Và NTN mình cho mình xin một like kênh nhá. Và để kết bật trước cả các ký để nhận thông báo ra video các bạn. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong các video theo nha. Bye bye.